Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đấy. Thì trong video này em sẽ tiếp tục lên và giới thiệu cho bác và anh em một số phụ kiện để anh em thay sửa bơm máy nhé. Rất chi là nhiều bác bị hỏng bơm máy, đặc biệt là cái bộ phận đầu bò các bác nhé. Đấy. Thì trong video này em sẽ giới thiệu cho bác về một cái con đầu bò để cho các bác có thể lắp được tất cả các loại bơm nhé. Đấy. Các bác lưu ý tất cả các loại bơm đều có thể lắp được những cái con đầu bò như thế này. Đây trên màn hình các bác đang theo dõi video nhé. Vì cái đầu bò nhiều bác nó bị hỏng nặng quá thì các bác có thể tham khảo những con đầu bò mới này nhé, về các bác lắp vào thay sửa cho em nhé. Đấy, cái này thì em sẽ giới thiệu sơ qua nhé. Con đầu bò này thì nó vẫn có một ốc chống nổ ở đây các bác, ốc chống trái nổ này. Đấy, ở đây các bác lắp ốc chống trái nổ cho em này. Ở trên đỉnh này các bác lắp cái đồng hồ vào cho em các bác nhé. Đấy, trên đỉnh lắp đồng hồ. Còn là hai bên sườn này, hai bên sườn các bác lắp hai cái con ốc xả áp nhé. Đây, khi các bác mua nó sẽ có theo một túi trong sim như này. Đấy, hai con ốc xả áp các bác lắp sang hai bên cho em nhé. Đấy, còn đây dây nước vào ở dưới, dây nước ra ở trên. Trên đỉnh này các bác lắp dây bơm. Đấy, rất chỉ là đơn giản đúng không? Còn ở bên cạnh này thì các bác lắp cái nọc gió đây. Đấy, các bác lắp cái nọc gió vào cho em, thế này là ok nhé. Đấy. Đối với cái con đầu bò này thì là nó là cái đầu bò đa năng các bác, đầu bò đa năng, đầu bò lớn này các bác này, nhìn này. Đấy, cái con này thì bao cho các bác bơm lên cực kỳ là khỏe nhá, hơi áp bơm lên cực kỳ là khỏe. Mà cái con này thì hơi các bác chơi ấy, nó cũng rất chia là lành, thay thế sửa chữa chế cháo rất chia là dễ nhá. Khi các bác mua con đầu bò này nó sẽ có theo, thứ nhất này, một túi giòn sim, trong này có tất cả các phụ kiện nhá, để anh em thay sửa cái đầu bò này. Đấy, cái nhất. Cái thứ hai, nó sẽ kèm theo hai cái miếng bìa cát tông để mình đệm. Cái này là lúc mình lắp cái mặt tiếp xúc giữa đầu bò và máy đây các bác nhé, lắp mặt tiếp xúc đầu bò và máy. Còn cái này là mình để xoáy cua, để ví dụ sau này các bác tháo ở đây ra nó có vấn đề gì mình có một cái miếng bìa này để mình đệm vào luôn các bác nhé. Đấy, rất chỉ là hay. Đối với con đầu bò này thì các bác có thể lắp được tất cả các dòng bơm máy, từ bơm máy Sion, bơm máy ACE, bơm máy bô cát con hổ, hoặc những cái dòng bơm máy cao cấp hơn, ví dụ đầu bò lớn con bơm máy Hyundai, cái bơm máy nào các bác cũng có thể lắp được nhé. Và cái đầu bò này phụ kiện thay thế sửa chữa rất chìa sẵn nhé. Đấy, ví dụ đây, cái này là cái ti thôi nhé. Đấy, cái ti này thiết kế như này thì đảm bảo cho bác không bao giờ lo hỏng ti nhé, ok chưa? Các bác thấy cái ti này nó thiết kế kiểu này rất chi là chắc chắn đúng không? Đây em sẽ tháo ở một cái đầu bò ra để cho các bác xem nhé, xem kết cấu thiết kế của ti và xi lanh piston các bác nhé. Đấy, đây các bác quan sát cho em nhé, người ta thiết kế cái ti kiểu này rất chi là bền nhé. Đấy, đây cái ti các bác lắp vào đây nhé. Khi các bác mua cái đầu bò này nó có theo một cái túi giòn sim này, nó sẽ có theo hai cái ti rồi. Đấy, nên các bác dùng cái loại này các bác cứ yên tâm là dùng mút chỉ cần câu nhé, không bao giờ lo hỏng ti nhé. Đấy, còn về phần xe măng nhé, phần xe măng đây em rất chi là nhiều xe măng để phục vụ cho các bác nhé. Đấy, đây xe măng đây các bác nhé. Đấy, khi nào các bác dùng những cái xe măng này nó hỏng thì các bác alo lại cho em sẽ phục vụ cho các bác rất chi là nhiều xe măng đó, ok chưa? Một cái bộ đầu bò như thế này thì em đang báo giá công khai cho các bác nhé, là 1.600.000 bao ship tận nhà cho anh em nhé. Em sẽ bảo hành cho bác cái đầu bò này là 12 tháng nhé. Đấy, trong quá trình các bác dùng có vấn đề gì các bác chỉ cần tháo cái đầu bò gửi lại, bên em sẽ bảo hành cho bác một cái đầu bò khác nhé. Phụ kiện anh em mua đi kèm thì đầy đủ nhé. Đấy, không thiếu cái gì các bác nhé. Đấy, khi các bác nên các bác sẽ yên tâm khi bác dùng những cái con đầu bò này, giá thì cũng cực kỳ là hợp lý thôi. Các bác chỉ cần tháo cái đầu bò cũ của mình ra, các bác lắp cái đầu bò này vào, các bác dùng nhé. Đấy, rất chi là đơn giản, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể lắp được các bác nhé. Đấy, một cái bộ đầu bò như này, combo nhé, một đầu bò, một túi giòn sim và hai cái miếng bìa các bác nhé, hai cái miếng bìa cát tông. Đấy, để anh em lắp vào bơm máy, giá công khai cho anh em là 1.600.000 bao ship đến tận nhà cho bác 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Đến nơi các bác chưa biết lắp đặt, chưa biết sử dụng thì có thể alo lại để bên em hướng dẫn cho bác cách lắp đặt rất chi là đơn giản các bác nhé. Đấy, thì ở cái video sau em có thời gian em sẽ hướng dẫn chi tiết các bác cách lắp đặt đầu bò này nhé, rất chi là đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được các bác nhé. Đấy, thì bác nào bơm máy mà hỏng đầu bò hoặc nó hỏng quá rồi, bơm không lên hơi, nó bị xì xọt lung tung thì các bác có thể tham khảo những cái đầu bò này về các bác lắp vào
sẽ từ cái bơm máy của mình từ một cái bơm cũ thành một bơm mới với một mức cả giá vô cùng là bình dân và hợp lý các bác nhé. Đấy, thì cái video này em giới thiệu qua cho các bác về cái đầu bò bơm máy đa năng, đầu bò lớn các bác nhé. Đấy, giá công khai là 1.600.000. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay.